kênh Beautiful Life xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay mình xin mách với các bạn cách: muốn biết khá giả thì xem mũi, muốn biết phát tài hãy nhìn mắt. Trong nhân tướng học, mũi và mắt là cặp bài trùng để xem vận mệnh của mỗi người. Người ta hay nói rằng khá giả xem mũi, phát tài xem mắt, đại ý là nhìn tướng mắt và tướng mũi của người ta có thể biết được họ có số phú quý giàu sang. Tướng mạo phản ánh lên rất nhiều điều, trong đó có tính cách và vận số tương lai của mỗi người. Phương Đông có câu: khá giả thì xem mũi, phát tài thì xem mắt. Muốn biết khá giả thì xem mũi. Mũi là trung tâm của các đường nét trên khuôn mặt, là chuẩn đầu và cũng là vị trí tọa lạc của cung tài bạch. Trong nhân tướng học, người ta tin rằng người có đầu mũi tròn đầy đặn, cao thẳng sẽ có thể tích lũy tài lộc, là người có tính cách trung thực, năng nổ và có tham vọng, có thể tạo nên sự nghiệp trong cuộc sống. Người như vậy sẽ có tính hướng ngoại, vui vẻ, có nhiều bạn bè, do đó, dù có gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Người có đầu mũi đầy đặn thường gặp nhiều may mắn, dù là làm kinh doanh, khởi nghiệp hay đi làm công thì cũng đều được lãnh đạo đánh giá cao. Tính tình ngay thẳng, liêm khiết nên dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với đối tác làm ăn. Vì những lý do kể trên nên người xưa cho rằng mũi có liên quan rất lớn đến sự giàu có. Muốn biết phát tài hãy nhìn mắt. Tuy nhiên, trong nhân tướng học từ trước đến nay không thể chỉ dựa vào một bộ phận đơn độc là có thể đưa ra dự đoán chính xác, đôi mắt cũng có vai trò quan trọng không kém. Đôi mắt được mệnh danh là cửa sổ tâm hồn, có thể nói đôi mắt biết nói nhiều hơn cả cái miệng, đôi khi cái miệng có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không. Người xưa cho rằng người có đôi mắt hoa đào sẽ gặp nhiều may mắn hơn, quanh khóe mắt có chút ửng hồng, mang nét rạng rỡ, thường sẽ thu hút thần hồn của mọi người. Trong mắt người xưa, nếu con gái có đôi mắt hoa đào thì dễ làm những việc trái luân thường đạo lý, nên đôi mắt cũng phần nào liên quan đến tính cách. Trong nhân tướng học, mũi và mắt là cặp bài trùng để xem vận mệnh. Trong sách nhân tướng có câu: hồng vân chạy qua mắt, đường màu đỏ chạy xuyên qua tròng đen, chủ đại hung. Nếu một người có đặc điểm này thì tính tình hay cáu gắt, bốc đồng, trong cuộc sống chắc chắn sẽ gặp nhiều tai nạn ngoài ý muốn. Còn đôi mắt điềm tĩnh và cương nghị, nếu lại phối với một chiếc mũi cao và thẳng thì tính cách của người này khá cứng rắn, không bao giờ lùi bước trước khó khăn, có thể tiến xa hơn trong lĩnh vực kinh doanh, trong đối nhân xử thế cũng thấu hiểu và độ lượng. Ngược lại, nếu ánh mắt nhấp nháy liên tục, không dám nhìn thẳng vào người khác, thì tính tình rụt rè, nhát gan, tâm lý không vững vàng, dễ bị ngoại cảnh tác động, bỏ lỡ nhiều cơ hội làm ăn. Ngày nay, ngành công nghiệp thẩm mỹ phát triển, dẫn đến người ta không còn có thể dựa vào tướng mạo để đánh giá một người nữa, mà phải tiếp xúc với nhau lâu ngày mới có thể thấy được tính cách. Chưa kể, tài sản cũng phải chăm chỉ tích lũy ngày qua ngày mới có được, nếu cứ suốt ngày mơ mộng, chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống, thì dù sống mũi có cao, mắt có cương nghị cũng không thể nào giàu nổi. Suy cho cùng, tự thân cầu tiến mới là quan trọng nhất.